Rồi câu 46 multiple choice chọn A B C D. Uh, there is no better explanation for what happened. Câu 46 chọn cái nào đây? Ừm. Uhm. Bạn Kim Chi chọn câu B. Bạn Lan Nguyễn chọn câu C. Bạn Bình Châu chọn câu C. Phan Cường Quang Dipo chọn câu B. Cảm ơn Vicky bắn tim cho Quỳnh nha. Rồi, đã án câu nào đây các bạn? Bạn nào chọn câu B là bạn đã nắm rất là chắc ngữ pháp rate. Right. Bạn nào chọn câu B là bạn đã nhìn ra được cái nào là tính từ, cái nào là danh từ. Thì bữa trước livestream có mấy bạn hay hỏi là làm sao phân biệt tính từ danh từ gì đó đó thì bây giờ là cái phần này trả lời cho các bạn đây. Rồi, explanation là danh từ đúng không các bạn? Explanation nghĩa là gì nhỉ? Là sự giải thích, sự giải thích hoặc là lời giải thích. Explanation explanation là sự giải thích hoặc là lời giải thích các bạn đánh ra nha kiểm tra ba bé ngẫu nhiên viết tư nha explanation là danh từ sự giải thích hoặc là lời giải thích rồi science các bạn lưu ý bắt đầu từ chỗ này nha science Cm -E cái này là danh từ khoa học scientist scientist là danh từ nhà khoa học Trời ơi, tôi, tôi đã đánh là khả Nhà học là cái gì đây? Nhà khoa học explanation Đúng rồi, Minh Thư Đúng rồi, Yên Nhi Watan cu Very good Rồi, science là khoa học Scientist là nhà khoa học Còn scientific Từ này là tính từ nha các bạn Scientific là tính từ khoa học Và scientifically Difficulty là trạng từ là khoa học những cái này đều có nghĩa là khoa học hết nhưng mà nó sẽ từ loại nó sẽ khác nhau rồi các bạn nói rất là đúng là các bạn kêu rằng là tính từ phải đứng trước danh từ tính từ bổ nghĩa cho danh từ yes tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ nha các bạn thì explanation ở đây là danh từ thì chúng ta cần có một cái tính từ đứng ở đây thì trong bốn cái đáp án này scientific chính là tính từ khoa học scientific là khoa học không có một cái lời giải thích khoa học nào cho những cái việc đã xảy ra for what happened Ừ, từ vựng nào các bạn không biết thì các bạn đánh ra cho nhớ There is no scientific explanation for what happened Không có cái lời giải thích khoa học nào cho cái điều đã xảy ra à, Mình cứ nhớ là đây là danh từ Thì trước danh từ chúng ta sẽ có tính từ bổ nghĩa cho danh từ này Rồi bây giờ làm sao nhớ được cái nào là danh từ, cái nào là tính từ Bây giờ làm sao nhớ được cái nào là danh từ, cái nào là tính từ ừ. Bị lát đó hả? bị lát em thử ao ren vào lại xem là làm sao nhớ được cái nào là là tính từ cái đó là danh từ đây các bạn thì các bạn bây giờ cái này cái mẹo thôi nha các bạn mẹo để cho các bạn nhớ thôi nha mẹo thôi ờ à, nhìn cái đuôi đúng rồi nhìn cái đuôi đúng rồi thì nhìn cái đuôi nhưng mà làm sao nhớ được à, bây giờ nói về cái mẹo nha rồi bây giờ nói về cái mẹo này nó nhỏ nó nhỏ nó nhỏ <laughs> rồi bây giờ nói về cái mẹo nha thì mình nói riêng cho nhau thôi nha chứ đừng nói là chị Huỳnh dạy nha ừ rồi bây giờ nha bây giờ mình nhìn cái đuôi mình nhớ là cái đuôi IC ừ. cái đuôi cái đuôi X, cái đuôi x thì biết rồi mấy cái đuôi ẩn men gì đó là nhớ là phải nhớ biết rồi nhưng mà bây giờ mình phải chỉ cái mẹo cho mấy bạn nhớ chứ không mấy bạn đâu có nhớ đâu nó nhỏ thôi nha <laughs> nó nhỏ cho hàng xóm nghe rồi cái này chỉ là cái mẹo thôi chứ không phải là nó không phải đúng trong hoàn toàn mọi trường hợp nhưng mà các bạn nhớ cái mẹo thôi nha ví dụ x đuôi là x này các bạn thấy không x thì mình đọc giống như là gì mình đọc giống như là ít nhiều á x là trong ít nhiều á các bạn ít nhiều nhiều là tính từ ít là tính từ đúng không thì đuôi là x là giống như ít nhiều á nhiều hoặc là ít nhiều hoặc ít là tính từ thì đuôi ít là tính từ đó thấy chưa rồi tiếp tục nè c tờ nè c tờ là gì đuôi mà s tờ nha các bạn tờ là sơn tùng ừ sơn tùng sơn tùng là người là danh từ rồi đó đó thấy chưa sơn tùng là người là danh từ rồi tiếp tục xe đuôi xe cũng là danh từ nha các bạn xe là chị em chị em. <laughs> đó ok chưa nhìn cái là biết cái nào tính từ liền thấy chưa nha sơn tùng là danh từ uhm, chị em là danh từ uhm, ít nhiều là tính từ đó <laughs> rồi ok bí mật nha cái này chỉ có tụi mình biết với nhau đừng cay nói đừng cay kêu cô quỳnh trên livestream vậy nha này <laughs> hợp lý hợp lý hợp lý đỉnh luôn thấy chưa <laughs> rồi alright tiếp tục cô số 47 mươi bảy rồi bốn bảy mày người ơi bốn bảy bốn bảy interpreters should be highly ba as well as fluent as well as fluent rồi câu này cũng tiếp tục về từ loại nè các bạn <laughs> rồi chẳng câu nào đây 47 nào các bạn ơi 47 ừ. <laughs> cô là cô <laughs> nhớ nha không được nói ra nha hứa nha hứa không được nói không có được đi tiết lộ dai là chị dạy như vậy đâu nghe chưa đừng có đi mà đi hả đi đi đồn tùm la tùm lum nói chị dạy đi chị không dạy nữa đâu <laughs> đừng có đừng có đi đi lén phén ra bên ngoài để nói tôi dạy đi <laughs> khánh hùng chọn câu 47 b ừ, ánh trăng chọn câu 47 a ngọc hân chọn câu 47 a uyên một hai một một chọn câu 47 d cái này chọn cái nào đây ta cái này mình sẽ chọn à từ này chúng ta sẽ chọn gì các bạn đây educated đáp án là câu a nha các bạn educated 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 trong đây nó cũng sẽ có hai tính từ trong con này nó sẽ khác nhau về nghĩa nha các bạn các bạn học từ vựng về nghĩa cho quỳnh nha educational em rồi educational cũng là tính từ nhưng mà nó mang nghĩa là từ uh, gọi là giáo dục cũng phải dịch là giáo dục nhưng mà thường nó sẽ đi với lại một cái gì ta thường nó sẽ đi với lại danh từ các bạn nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ ví dụ như là học viện giáo dục educational institution hoặc là tiêu chuẩn giáo dục educational nó giống như là nó bổ nghĩa cho danh từ mình sẽ ghi ra đây cho các bạn nha educational right các bạn cùng ghi ra từ này nha các bạn educational à với lại cái cái này cho mình nhấn mạnh cho các bạn một tí xíu nè cái này nếu mà bạn nào mà hôm nay học live là rất là tốt luôn tại vì các bạn sẽ nghe được các bạn sẽ nghe được một cái giải thích là nó liên quan tới một cái việc mà trước giờ chúng ta đọc sai rất là nhiều Trước giờ các bạn hay đọc là edu đúng không? Trước giờ các bạn nào hay đọc là education giơ tay nha. Edu á, bạn nào hay đọc là education giơ tay nha. À, các bạn sửa lại cho Quỳnh nha. Các bạn xem cái phiên âm cũng nói đây nè, chỗ này nè. Các bạn thấy không? Âm d với lại cái âm r này nè, các bạn đọc thành giống như hơi hơi giống như cái chữ r các bạn nhưng mà không bật hơi ra. Education chứ không phải là edu đâu, không phải chữ d nha. Đó, các bạn thấy không? Cái câu này gần như là tôi thấy là trong các cái đề thi đề thi cấp 3 để thi đại học rất là hay có trong cái phần phát âm đó, sửa lại e Edu. 2 educational như vậy Từ từ từng người nói từng người nói đừng đừng giành nhau educational educational educational. Educational các bạn thấy không? Educational. Educational. Đó, đó là âm r đó nha mọi người. Rồi educational nó là giáo dục, liên quan tới giáo dục. Mình sẽ dịch nghĩa là giống như là liên quan tới giáo dục cho các bạn nhớ rõ nghĩa nha. Liên quan tới giáo dục thì mình gọi là educational. Còn educated. Educated. Từ này có nghĩa là có giáo dục hoặc là có có giáo dục nha các bạn hoặc là được đào tạo educated đó là khi mà mình được học mình được có ai đó dạy dỗ cho mình hoặc là ví dụ mình nói là một cái người educated là một cái đứa có giáo dục một cái người được giáo dục hoặc là uh, được đào tạo thì mình sẽ dùng educated các bạn ghi ra nha cho nó cho các bạn nhớ nghĩa nha interpreter từ này có nghĩa là gì đây các bạn từ này có nghĩa là cái người phiên dịch đó các bạn cái nghề phiên dịch viên nè mình hay dùng từ này nè translator cũng được hoặc là interpreter cũng được Bữa mới học tiết đồng mà thích cô cảm ơn An Hoài Thạch rồi Interpreter Interpreter là người Interpreter Giống như là người phiên dịch đó các bạn Interpreter Người phiên dịch Interpreter Đây, đã đăng từ này lên cho các bạn Úi, cái gì vậy? tính lười đánh cho các bạn tính lười đánh ra mà bị đánh luôn. Rồi các bạn ghi đây nha. Interpreter là người phiên dịch. Người phiên dịch là phải là người highly educated. Highly educated. Highly educated tức là được đào tạo chuyên sâu cũng như là phải fluent. Fluent là trôi chảy nha các bạn. Hôm nay có nhiều từ mới quá các bạn nhớ vừa học vừa ghi ra cho nhớ nha không là các bạn sẽ bị quên á. Uhm. À, interpreter Hôm nay có nhiều từ mới Các bạn nhớ ghi ra cho nhớ nha Interpreter Interpreter là người phiên dịch Educational là liên quan tới giáo dục Còn educated là có giáo dục Hoặc là được đào tạo nha các bạn ừ. Rồi Fluent là trôi chạy Đúng rồi Hôm nãy chị đổi avatar rồi Chị không biết tại sao Mà cái avatar mới nó không cập nhật Nó vẫn còn chiếu avatar cổ buồn dễ sợ luôn <laughs> Rồi rồi giờ làm sao nhớ được Bây giờ âm đuôi nè Chắc chắn trong trường hợp này các bạn phải chọn Phải chọn là gì các bạn Should be Làm sao các bạn biết được mình phải chọn từ gì đây Chắc chắn ở đây phải là tính từ rồi Tại vì be sẽ cộng với lại tính từ đúng không các bạn Chưa kể là highly ở đây là trạng từ Trạng từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ Đấy tính từ thì cộng với lại danh từ Nhưng mà trạng từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ các bạn thấy không? Thì các bạn thấy chữ highly ở đây là trạng từ nè Thì chắc chắn chỗ này nó sẽ là tính từ Thì chỉ có thể là chọn cô A hoặc là cô D thôi À, mình không chọn câu C được education là danh từ sự giáo dục mình không chọn câu C được nha các bạn chỉ chọn câu câu A hoặc là câu D thôi nhưng mà xét về nghĩa thì mình sẽ chọn câu câu A educated là được đào tạo bị lú luôn rồi á hả Ủa bị khó hiểu lắm hả khó hiểu lắm hả mọi người khoan từ từ nãy giờ mọi người có hiểu không tôi dạy có khó hiểu quá không alo cái gì mà học mà xong rồi xong kêu bị lú luôn ừ. lưu thôi chạy uh... nếu mà lưu quá thì thôi nếu vậy thì chị sẽ bật uh... chị sẽ bật chế độ slow motion 0.5 nha rất khó hiểu luôn hả không hiểu lắm hiểu mà dễ hiểu hơi hơi hiểu chắc là do câu này nó hơi khó à giảng lại một lần nữa nha ok thôi về giảng lại nè mấy bạn nào mà học dễ hiểu thì về giờ 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 từ từ để giảng lại một tí nha ừ thôi bây giờ các bạn nhìn trong cái chỗ này nè các bạn để ý cái chỗ này nè là chỗ trống đúng không? Thì bây giờ đầu tiên là mình phải chọn từ loại, xem cái là mình sẽ điền cái từ loại gì vào cô trống này. Thì các bạn thấy cái highly ở đây là trạng từ không? Highly là trạng từ thì các bạn bắt buộc phải học công thức này đó là trạng từ sẽ đứng trước tính từ. Trạng từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ nha các bạn. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thì chắc chắn là ở đây mình phải chọn tính từ rồi highly gì gì đó. Thì trong bốn cái này nè, chỉ có câu A và câu D là tính từ thôi, mình không có câu B nha các bạn. Câu B không phải là tính từ nha. Chỉ có câu A hoặc là câu D là tính từ thôi thì hoặc là a hoặc là d mình không chọn cô c được tại vì cô c là danh từ education là danh từ sự giáo dục rồi bây giờ mình dựa vào nghĩa interpreter là người phiên dịch người người phiên dịch thì phải là người có giáo dục là người được đào tạo thì mình sẽ chọn nghĩa là mình chọn cô b ừ, như vậy đi cho dễ hiểu rồi tiếp tục nha b cộng trạng từ cộng tính từ đúng rồi đó